Sau 45 ngày triển khai chương trình nạp thẻ Vinaphone trả trước, quay số trúng thưởng, chiều hôm qua Trung tâm Kinh doanh Viễn thông Lâm Đồng đã tổ chức trao thưởng cho khách hàng là anh Đinh Văn Thuấn ở thành phố Đà Lạt, một chiếc xe Honda Vision trị giá 37 triệu đồng. Trước đó, anh Thuấn đã tham gia chương trình nạp thẻ trả trước mệnh giá 100.000 đồng và được nhận mã dự thưởng tham gia quay số trúng xe Honda Vision. Ở tỉnh Lâm Đồng, ngoài anh Thuấn, một khách ở Bảo Lộc cũng đã trúng chiếc xe Honda Vision. Được biết, Vinaphone đang tiếp tục triển khai chương trình chính sách khách hàng Tết 2017 đối với khách hàng trả trước, nạp thẻ trên 100.000, hòa mạng trả trước và nạp thẻ trên 50.000 đồng. Khách hàng hòa mạng di động trả sau, Fiber, MyTV, cố định, thời gian từ ngày 5 tháng 1 đến 12 tháng 3 2017, với 60 giải thưởng, mỗi giải thưởng là chiếc xe Piaggio Liberty và 4 giải đặc biệt, mỗi giải là một xe Mazda 3. Mặc dù vấn đề ngộ độc thực phẩm luôn là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng, người lao động, nhưng hiện nay việc kiểm soát mới chỉ chạm đến phần ngọn. Để răn đe tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm, các biện pháp chế tài được đưa ra, nhưng hình thức phạt hành chính chẳng thấm vào đâu.